Vâng, hay quá phải không ạ? Xin cảm ơn chị, cảm ơn các anh chị. Thật ra thì tụi em rất là vui được ngày hôm nay được hát cho các anh chị nghe, được được các anh chị thương mến thật là nhiều. Xin cảm ơn. Cho bây giờ đến với câu hỏi nhạc sĩ chắc gì. Dạ thưa các anh chị, có những giây phút để chúng ta nhớ về Sài Gòn. Em xin gửi đến các anh chị nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tử Thiên. Tất cả các quý vị ở đây một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn.